Quy trình 5 bước an toàn trong phẫu thuật thẩm mỹ. Bước 1. Tư vấn. Khai báo đầy đủ thông tin cá nhân và mong muốn cụ thể tại quầy lễ tân. Thăm khám với bác sĩ phẫu thuật để được tư vấn, giải thích về phương pháp, thủ thuật và hiệu quả sẽ đạt được sau phẫu thuật. Bên cạnh đó, lường trước các nguy cơ có thể xảy ra cũng như tình trạng thường gặp sau phẫu thuật. Thăm khám với bác sĩ gây mê, hồi sức để giải thích về phương pháp vô cảm sẽ thực hiện, khám toàn thân nếu cần khám chuyên khoa, giải thích nguy cơ có thể gặp và chỉ định thực hiện kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết như xét nghiệm máu, đo điện tim, siêu âm. Lưu ý, cần khai rõ tiền sử dị ứng và bệnh mãn tính, hạn chế tối đa rủi ro. Bước 2. Kiểm tra sức khỏe. Xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ gây mê hồi sức. Bác sĩ đánh giá lại kết quả xét nghiệm để đảm bảo đủ điều kiện được phẫu thuật. Bước 3. Phẫu thuật. Điều dưỡng hướng dẫn các quy tắc trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ tiến hành phẫu thuật theo kế hoạch, đảm bảo đủ 2 tiêu chí, xác định đúng người bệnh và xác định đúng vị trí phẫu thuật. Bước 4. Hậu phẫu. Chăm sóc theo y lệnh của bác sĩ điều trị. Theo dõi toàn thân và tại chỗ. Theo dõi toàn thân các dấu hiệu sinh tồn như hô hấp, tim mạch. Theo dõi tại chỗ có đang chảy máu hay không, tụ máu hoặc mất máu nhiều. Nghe hướng dẫn về chăm sóc vết mổ, dùng thuốc tại nhà hay lịch tái khám. Bước 5. Tái khám. Tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ. Theo dõi tại nhà khi có dấu hiệu bất thường liên hệ ngay tới bệnh viện. Trong phẫu thuật thẩm mỹ, cần thực hiện đúng quy trình trên để đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa những nguy cơ có thể xảy ra.